hôm nay mình đang chơi New World và cái game này lâu lắm rồi mình mới quay lại nè. Để mình cho trời sáng cái chứ trời tối gì hoài mình không thích. Rồi, bây giờ đã sáng nè. Ui, mấy con quái vật đi ra đi. Rồi. Nhưng mà khoan. Mình đang diễn kịch nha các bạn, diễn kịch một bộ phim. Đây là la 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 la. Ủa? Cái gì đây? Cái này ủa cuộc chọn cái gì đây? Gì vậy? Hả? Hố đen vũ trụ. Trời ơi, hố đen vũ trụ. Ôi trời ơi. Ủa còn cái này là cái gì đây? Phải đào thử. Ôi hố đen vũ trụ. Rồi xong luôn. Đó là bộ phim của con. Đó là bộ phim của con. Hay không ạ? Ồ, pháo phóng ở đâu vậy? Mà thấy con nhà này ở trên trời ở dưới đất không? Ở trên trời á, bà thấy không? Nè, bà thấy không? Con có làm cầu thang đồ luôn nha. Nè, căn nhà của con nè. Nó nằm giữa không trung luôn. Mà biết sao con làm được vậy không? Tại con có cái lò xo, con búng lên cái nó dính cái này luôn. Một khối gỗ mà con xây nguyên ngôi nhà, phải thấy không? Búng có một khối gỗ à, nó xây thành nguyên căn nhà luôn. Đó. Bây giờ chỉnh lại. Với là phim khúc khác nha. La 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 la. Đó tui. Ủa? Gì đây? Gì đây? Cái lỗ đó là gì vậy? Tại coi cái lỗ đó là gì vậy? Đây là cái gì vậy con? Chỉ là lỗ bình thường thôi à. Ui, có cái lỗ gì kìa vậy? Ôi, bây giờ mình đi lên nhà. Ví dụ chưa biết gì nha. Lớn cái lỗ. Ủa, cái lỗ là gì đây? Cái này rốt cuộc cái nào trời? Ủa, có gì đây? Lên thử. Có nhiều khi nó là căn nhà. Ui trời ơi, cái này khó lên quá. Nhảy lên, nhanh. Búng lên. Lên lên lên. Lên lên. Bà biết sao con làm cái này không? Tại mấy con zombie nó cứ lại căn nhà con hoài à. Căn nhà dưới đất mà cánh cửa bí mật á. Con cứ làm cho ba là mấy con zombie nó tới không à. Con không xây cái đó nên con xây tuốt. Bây giờ con xây lên đây cho nó khỏi bị mấy con zombie nó tới á. Nhưng mà khoan, mình sẽ qua map khác nha các bạn. Bây giờ mới qua nè, mình mới chỉnh sáng tạo thôi. Mình có 10 map lận. Đây là map quay thánh giá của mình, cho nên đang của Chúa Giêsu á, bạn nhớ. Bây giờ mình sẽ tải thêm một map nữa, nhưng mà như không đủ nguyên liệu. À, mình có map này hay lắm nè. Map này là map xây nhà các bạn. Map xây nhà. Đây là map xây nhà. Các bạn thấy không? Đây là những cái công tắc bật xa đó. Nó sẽ bật xa và nó sẽ giữ mình trong đây, thấy không? Các bạn thấy không? Đây là màn hình chiếu phim của mình. Đây, mỗi lần mà muốn coi chiếu phim á thì đây. Mỗi lần muốn coi chiếu phim á là phải bật cái này ra. Đó. Ra ngoài sao? Tắt cái này đi. Rồi. Chỗ này. Rồi chỗ này. Rồi. Bật lại công tắc. Rồi. Đây, đây. Đây đây. Đây. Mà trước tiên thì nó sẽ giật ở đây. Nên là trước khi lên thì phải đập cái khói này. Thì và bạn sẽ lên được cây và hãy đặt khói này lại. Đó, thấy chưa? Và bây giờ thì chúng ta được coi phim rồi, nhưng mà có điều là chúng ta hơi rách rối chút. Không sao đâu.
nằm ngồi đây đó. Rồi bây giờ thì đói chút cũng không sao, nên là mình sẽ khỏi đi ra. Nãy mình có mua con mai này canh mà giờ nó không biết đâu, thôi lấy lại con mai này canh cái. Ủa mà các bạn có bao giờ chơi Mini World chưa? Mini World mới cập nhật phiên bản mới nè, mình nhìn nè, đó ba cây gậy này là cây gậy mạnh nhất, có phép thuật, còn mấy cây gậy khác toàn là yếu phép thuật không, mà đây là cây gậy cùi nhất các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ thử coi cái này là chế tạo sao. Ui trời ơi, nó ngọc rồi nha các bạn. Thôi bây giờ mình sẽ đi ra đi. Ok, ba đố ba, bây giờ mình đặt chỗ khác mà nó bỏ, chỗ này ba có tin không? Rồi bye bye bạn đi con. Chưa xong mà con quay sắp xong rồi nè, con phải quay cho nó chọc cái nhìn nhỉ thì con mới thích, còn nếu không còn không thích là con không có thích tắt. Đây là chiếc xe đua của mình, chiếc xe không có bánh xe. Tôi bạn mắc cười không, chiếc xe mà không có bánh xe à, đây là chiếc xe phóng nha các bạn, chiếc xe phóng nha. Làm chiếc tôi tạo ngay đây, nhìn thì nó cũng hơi cùi chút nhưng mà tôi lại thì nó phóng được 10 cái như nào, thấy không, thấy không, phóng sao xa mà ở trên xe mày mới thấy chứ dưới đất là thôi gỡ bỏ.